Chào tất cả các chị thân mến. Chào mừng các chị đã quay trở lại với podcast của Tuệ Trading. Thì đây là nơi tôi chia sẻ các kiến thức về phát triển bản thân, về trading và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Các chị có thể ghé thăm website tuetrading.com để có thể nhận được nhiều thông tin giá trị ở trên đó. Thì tiếp tục cái tập podcast này cũng là một cái tập mà tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái câu chuyện được và mất trong trading. Bởi vì chính bản thân tôi cũng đã trải qua cái câu chuyện như vậy và tôi cũng muốn chia sẻ lại cho các bạn để các bạn có thể là các bạn nhìn ra được và các bạn tránh những cái sai lầm, những cái thứ mất mát của tôi trong quá khứ và làm sao các bạn có thể tiếp cận cái thị trường này một cách an toàn và hiệu quả hơn. Thì các bạn để ý kỹ là chúng ta thường mong muốn là có được tiền bạc này, thời gian, có được sự tự do để các bạn có thể chăm sóc sức khỏe của các bạn. Nhưng mà thực tế khi mà đến với trading á, thì những cái thứ mà các bạn đang mong muốn á, lại là cái thứ các bạn đang mất đi, đúng nào? Các bạn á, sẽ thấy là câu chuyện các bạn sẽ rơi vào trong cái trạng thái rất là chán nản, rất là tuyệt vọng. Thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn là các bạn hãy thực sự suy ngẫm. Bởi vì khi mà các bạn đã từng trải qua những cái giai đoạn như vậy, các bạn sẽ thấy là có rất nhiều thứ nó sẽ có giá trị hơn tiền rất là nhiều. Và các bạn có thể thấy là sức khỏe này, cái sự tự do này, cái sự hạnh phúc này và cái sự bình an. Có những cái thứ mà sau này khi mà các bạn có một cái số tiền nhất định rồi, các bạn thấy là các bạn khó có thể dùng tiền mua được những thứ đó. Và rất nhiều anh chị các bạn đuổi theo tiền và các bạn đánh mất rất nhiều thứ mà nó giá trị hơn tiền rất là nhiều. Và sau này khi mà các bạn nhìn thấy là giá như các bạn biết được những cái điều này thì các anh chị sẽ làm sao dành thời gian chăm sóc gia đình này, chăm sóc vợ con này, các bạn dành thời gian trải nghiệm cuộc sống rất là nhiều. Thì có rất nhiều người họ tập trung vào trading, họ đánh mất rất là nhiều thứ, cái sự tự do này. Có nhiều người tôi biết nha các bạn, họ đốt vài chục nghìn đô, vài trăm nghìn đô, số tiền rất là nhiều, nhưng họ chưa bao giờ hào phóng với chính bản thân họ, có thể chi ra vài trăm đô, ngàn đô cho cái việc là một cái chuyến du lịch cùng gia đình, dành thời gian cho gia đình. Có rất nhiều người tôi biết là họ sẵn sàng ngồi trước màn hình máy tính cả ngày, nhưng mà thời gian họ dành cho con cái, họ dành cho cái việc chơi đùa cùng với những cái đứa trẻ thì họ không có. Và các bạn biết là cái thời gian mà cái cửa sổ, thời gian của những đứa trẻ nó lớn lên rất là mau, con của các bạn sẽ lớn lên rất là mau và các bạn đánh mất cái khoảng thời gian đó, các bạn không thể nào quay lại được đâu. Tôi không biết cái mục tiêu của các bạn đến với thị trường đầu tư tài chính này là gì. Nếu mục tiêu của các bạn là tiền mà các bạn đánh mất những cái thứ đó mà các bạn cảm thấy happy thì đó là cái suy nghĩ của các bạn nó sẽ khác với cá nhân tôi rồi. Thì cá nhân tôi đã trải qua rất là nhiều các anh chị, nên tôi chỉ muốn nói với các bạn là có những cái thứ các bạn hãy nên trân quý cái thời gian hiện tại. Có rất nhiều người tập trung vào mà họ quên ăn quên ngủ đi, mất đi sức khỏe, để rồi sau này, những cái ngày tháng sau này các bạn hối tiếc những cái ngày tháng đã qua. Lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng stress, lúc nào cũng áp lực, đúng nào? Và các bạn thấy trading là một cái thứ nó làm cho các bạn nghiện. Tôi nghĩ sau ma túy, sau những cái thứ mà nghiện ngập đó thì các bạn thấy trading nó cũng làm cho con người ta nghiện rất là nhiều. Và các anh chị thấy là rất nhiều người vào trong thị trường này, họ mong muốn được nhưng cuối cùng họ lại mất rất là nhiều thứ. Và có khi nào các bạn đặt cái câu hỏi là các bạn kiếm nhiều tiền để làm gì không? Nhưng mà rồi các bạn thấy cuối cùng các bạn tiền có nhiều anh chị mà các bạn không có kỹ năng, các bạn bỏ cuộc sớm á, thì bên cạnh cái việc mất rất nhiều tiền, các bạn còn mất rất nhiều thứ khác nữa. Tóm lại các bạn không được gì hết trơn á. Đúng nào? Thì quay trở lại, tôi chỉ muốn nói các bạn là hãy chậm lại, hãy quan sát những cái thứ xung quanh bạn. Các bạn có rất nhiều thứ mà các bạn không nhận ra. Ví dụ này, các bạn có gia đình rất là happy, đúng không? Các bạn có nhà cửa, các bạn vẫn có cái công việc, có những cái thu nhập, có những thứ rất là tốt hơn những người bên ngoài cái rất là nhiều. Tiền bạc nè, cái sự tự do, sức khỏe, cái sự bình an, nhiều anh chị đang có nhưng mà các bạn không nhận ra. Và có một cái câu nói như thế này các bạn rất là hay, mà thực sự tôi thấy rất là quý. Các bạn hãy trân trọng những gì mà các anh chị đang có trước khi thời gian dạy cho các anh chị biết cách trân trọng những cái thứ gì mà bạn đã từng có. Nên khi mà hiểu được những điều này các anh chị,
các bạn sẽ là biết trân quý những cái khoảng thời gian, biết trân quý sức khỏe, biết trân quý cái sự bình an, biết trân quý những cái khoảnh khắc các bạn đang có trong hiện tại. Thì thực ra các anh chị cần phải có cái chiều sâu để các anh chị có thể nhìn ra được, có thể là nhận ra và có thể có được cái sự điều chỉnh. Bởi vì cá nhân tôi trong quá khứ cũng vậy các bạn, có rất nhiều người họ nói với tôi, nhưng mà cá nhân tôi khi mà chưa đi sâu vào trong cái việc phát triển bản thân, cũng chưa đi sâu vào trong tìm hiểu về tâm linh thì không nhận ra được đâu các bạn. Thì trải qua nhiều năm, tôi có cơ hội làm việc với rất nhiều anh chị, cũng có cơ hội trải nghiệm, cũng có cái cơ hội mà mình quan sát rất nhiều người, thì mình nhận ra là ai họ đến với cái thị trường này cũng đều mong muốn làm giàu nhanh. Bản thân tôi cũng vậy thôi các bạn. Nhưng mà cái điều mà các bạn sẽ thấy như thế này này, nếu như năng lực của các anh chị chưa có, năng lực của các bạn chưa đáp ứng đủ với cái ham muốn đó, thì các bạn sẽ trả những cái giá rất là đắt. Thì bản thân chúng ta đến với đầu tư tài chính, đến với trading, mong muốn kiếm được tiền là mong muốn chính đáng. Nhưng thực sự nếu mà các bạn có cái chiều sâu một xíu, các bạn sẽ quan sát, à thế thì những cái mong muốn đó của mình, thì cái năng lực hiện tại của bản thân nó có đáp ứng được hay không. Thì nếu mà các bạn nhìn ra được, các bạn sẽ có một cái cách tiếp cận đúng đắn. Thì tôi nói các bạn là cuối cùng vẫn là cái sự hiểu đúng. Các bạn đừng có phải là có tư duy tích cực là đúng nha các bạn. Quan trọng nhất là tư duy đúng đắn, hiểu được là năng lực của chính bản thân mình, mình đang biết những cái gì mình đang giới hạn. Thì khi mà các bạn hiểu rõ thì các bạn sẽ nhận ra được câu chuyện là các bạn cần có một cái lộ trình, các bạn cần phải xác định thời gian đi dài hạn, chứ không thể nào mà vào có thể kiếm được tiền lên được. Thì vẫn là cái cách tiếp cận đúng đắn, hiểu rõ được và mất, hiểu rõ cái năng lực của chính các bạn sẽ vạch ra một lộ trình mà các bạn sẽ đi. Thì khi này các bạn sẽ tiếp cận với trading một cách rất là thoải mái và bình an. Cái cách mà mình set up cái cộng đồng Build Your Trading System cũng vậy các bạn. Và trong quá trình mình quan sát, mình trò chuyện với rất nhiều anh chị, thì mình nhận ra là cái cách mà mình đang hướng dẫn cho họ như vậy đang đi rất là đúng hướng. Những anh chị mà vào trong cái cộng đồng Build Your Trading System, đầu tiên mình nói các bạn là có bao nhiêu tiền đem để bên ngoài đi. Các bạn đừng có vội vàng gì hết trơn. Các bạn cứ dành 6 tháng, 1 năm để học tập cái đã. Bởi vì các bạn biết là câu chuyện thị trường này nó sẽ cứ vẫn mãi còn đó. Cho dù đến khi anh em chúng ta là qua thế giới bên kia, thị trường này nó vẫn còn. Nên các bạn đừng có vội. Rất nhiều người đã vội vàng và bị thị trường nó nghiền nát. Và các bạn thấy họ mất rất nhiều tiền, họ rời đi trong cái sự oán giận, hờn trách rất là nhiều. Nhưng nếu các bạn tiếp cận đúng đắn, luyện công đi, học cho thật giỏi trước, thì khi này các bạn sẽ thấy là cái thứ mà các bạn có được trong cái quá trình các bạn tìm hiểu về trading là một cái quá trình phát triển bản thân rất là tốt. Và các bạn không đánh mất những cái thứ như là sức khỏe, thời gian, tiền bạc, mà các bạn tiếp cận đúng đắn thì đó là những cái khoản chi phí nhỏ các bạn bỏ ra để các bạn học. Và cái quản lý tài chính cá nhân cực kỳ quan trọng các bạn. Khi mà các bạn có cái chiều sâu một xíu, các bạn nhìn ra được những cái người mà họ mất đi những cái thứ đó là họ là những cái người vào trong thị trường này đánh bạc thôi. Họ không vạch ra một kế hoạch, không có một cái lộ trình. Nên tôi chỉ muốn nói với các bạn là có những cái thứ nó quan trọng hơn tiền rất là nhiều. Sức khỏe này, cái sự bình an này, cái sự tự do này, cái khoảng thời gian các bạn dành thời gian cho con cái của các bạn. Như tôi nói các anh chị rồi đó, tuổi trẻ của các bạn ấy, các bạn nhỏ họ sẽ lớn lên rất là mau. Và nếu mà các bạn không dành thời gian thì có những cái lúc thời gian trôi qua rồi, các bạn không quay lại, các bạn lấy lại được. Các bạn muốn ôm con của các bạn vào lòng lúc nãy lớn rồi cũng khó đúng không? Thì tôi nói các bạn hãy nên trân quý những khoảng thời gian như vậy. Nên cái cách của tôi, các bạn thấy là tôi gần như tôi dành thời gian nhiều cho con cái, nếu mà tôi có cơ hội dành thời gian cho nó. Thì quay trở lại với những cái chia sẻ ở đây, tôi cũng mong muốn các bạn nhìn ra được những cái thứ được và mất trong trading. Và các bạn cần có được cái sự hài hòa để các bạn biết, các bạn là sắp xếp để các bạn đi theo một cái lộ trình làm sao các bạn tiếp cận với trading một cách thoải mái và bình an. Thì có một cái cộng đồng Build Your Trading System mình có chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu nó bằng cách là mình sẽ để đường link nó ở bên dưới cái phần mô tả. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ. Bởi vì cái cách của tôi muốn tạo ra một cái môi trường mà ở nơi đó các bạn sẽ học tập và đào sâu rất là nhiều nha các bạn.
thì hy vọng là cái phần 2 của cái podcast này nó giúp cho các bạn nhìn sâu hơn cái câu chuyện được và mất. Và quan trọng nhất các anh chị hãy nhìn ra được á, là trading nó giúp cho các bạn phát triển cái chiều sâu trong tâm thức. Nhờ vào trading á, tôi hiểu hơn con người của mình. Nhờ vào trading các bạn mà cũng đưa tôi tìm hiểu đến Phật học, tìm hiểu về cái thế giới tâm linh. Bởi vì nhờ học những thứ đó, tôi quay lại tôi nhìn chính bản thân của mình, thì tôi nhìn thấy là cái khoảng thời gian trước đây mình rất là vô minh và mình có rất nhiều những cái chiêu trò. Tới bây giờ những cái thứ mà tôi làm, tôi chia sẻ cho các bạn trên cái kênh YouTube Tuệ Trading này, là khi mà các anh chị xem được một cái video, khi các anh chị nghe một cái podcast, thì nó phải là mang những cái thứ mà giúp được cho các anh chị. Còn nếu những cái thứ mà làm hại các bạn, những cái thứ mà tôi chia sẻ lên nó không giúp ích được cho các bạn, thì chắc chắn tôi sẽ không làm. Thì thông qua cái podcast này cũng giúp cho các bạn nhận ra, các bạn hiểu được là cái thứ gì nó cũng có cái giá của nó. Và các bạn hãy nên hài hòa. Khi các bạn có được cái sự hài hòa rồi, thì tôi tin chắc chắn các bạn sẽ biết cách các bạn tiếp cận thị trường này một cách an toàn và hiệu quả. Và cái đích đến các bạn sẽ có được cái sự ổn định về tài chính, cái sự thoải mái và bình an. Một cái lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho các bạn là những anh chị mà khi các bạn tiếp cận đến thị trường này nè, thì các bạn hãy tìm hiểu kỹ về quản lý tài chính cá nhân. Các bạn phải biết phân bổ dòng tiền, nguồn tiền làm sao cho hợp lý. Để khi mà các bạn trading, khi các bạn đầu tư, nếu như các bạn mất hết cái số vốn, hết cái số tiền đó, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, không ảnh hưởng đến gia đình của các bạn. Thì cái cách quản lý tài chính cá nhân rất là quan trọng. Hãy nên tìm hiểu cho thật kỹ trên cái kênh YouTube này, trong cái phần là nhập môn đầu tư tài chính, tôi có chia sẻ cho các bạn trong cái chuỗi video đó. Các bạn hãy xem nó. Thì khi các bạn xem nó rồi, các bạn hiểu về cái cách tiếp cận về trading, hiểu cái cách các bạn đưa tiền vào trong thị trường như thế nào cho nó an toàn và hiệu quả, thì tôi tin chắc chắn các bạn sẽ đi được với trading và chắc chắn các bạn sẽ có được cái kết quả tốt. Thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy cái podcast này hay và ý nghĩa, thì các bạn có thể cho mình một like hoặc có thể chia sẻ để nhiều người họ biết đến hơn nữa. Thì hy vọng giúp được một ai đó cũng là niềm vui của tôi rồi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những số podcast tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các anh chị.